Chào mừng các em đã quay trở lại. Sự kiện lời chúc bội thu là một sự kiện rất là hấp dẫn. Chúng ta sẽ đi kiếm rương bội thu dựa trên những cái manh mối cung cấp. Tuy nhiên là cũng có những anh em rất là bận rộn mà chúng ta không có nhiều thời gian. Vì vậy cho nên là trong nội dung này, Leo xin phép cùng các em đi kiếm nhanh 24 rương bội thu chia làm 3 giai đoạn nha các em. Bây giờ chúng ta cùng đến với lại giai đoạn 1. Đầu tiên, để mà mở khóa sự kiện thì chúng ta cần phải nói chuyện cùng với lại tu nữ Annette. Cô ấy sẽ giới thiệu cho chúng ta sơ bộ về cái sự kiện lần này. Sau đó thì anh em muốn biết rương nằm ở đâu thì chúng ta có thể vào trong manh mối. Còn không thì chúng ta sẽ cùng đi trực tiếp kiếm luôn, tại vì mình đã đọc những cái manh mối này rồi. Đối lại rương đầu tiên thì nằm ở phía bên tay trái của cổng dịch chuyển, ngay trên của thanh tuyền trấn nha các anh em. Ngay lễ hội luôn đó các anh em. Chúng ta ra cổng dịch chuyển ra đó và chúng ta chạy qua bên trái là các anh em sẽ nhìn thấy rương đầu tiên. Đến rương thứ hai các em sẽ nằm ở phía bên dưới của cái cổng dịch chuyển của thanh tuyền trấn. Đại khái là cái rương này nó sẽ nằm ở ngay chỗ thanh tuyền trấn đó. Còn rương thứ ba thì sẽ vẫn nằm ở trong thanh tuyền trấn, nhưng mà các em sẽ phải đi sâu vào phía nam các em. Ok, chúng ta sẽ cứ đi sâu vào phía nam thôi. Phạm vi nhìn rương này nó cũng tương đối khá là rộng, vì vậy cho nên là các em chỉ cần án chừng cái vị trí đó thôi, là chúng ta chỉ cần tới gần cái vị trí đó là nó sẽ xuất hiện rương ở ngay trên cái bản đồ đó cho chúng ta rồi. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ kiếm rất là dễ. Nhìn chung thì mình thấy cái hoạt động này tương đối cũng không quá là thử thách, nhưng mà dành cho những anh em nào mà bận rộn thì mình nghĩ rằng là cái này vẫn cần thiết. Với lại mình cũng đang làm vừa tâm sự cùng với các anh em luôn. Đó chính là cái nội dung chính của ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay về thành Mondstadt nha các anh em. Cái rương thứ tư này nó sẽ nằm ở phía sau của quán thợ săn hươu các anh em. Còn rương thứ năm thì nằm ở ngay cái bức tượng khổng lồ. Rương thứ sáu thì nằm gần cái quán rượu quà tặng thiên sứ của Lý Lộc á. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái rương thứ 6 thì cái đường đi nó hơi khó so với lại cái lộ trình của những cái rương khác. Vì vậy cho nên là mình sẽ lấy rương số 5, 7, 8 trước rồi xong sau đó chúng ta mới quay trở lại rương thứ 6 nha các em. Rương thứ 7 thì nằm ở trên nóc của Đại Giáo Đường Tây Phong. Đó, ngày xưa các em có nhớ là trên nóc này nó cũng có một cái rương không? Đó, và chúng ta đã leo lên đó. Bây giờ thì chúng ta lại leo lên một lần nữa. Rương số 8 thì nằm ngay chỗ luyện tập của Elin, cái người mà nhờ chúng ta phá cọc gỗ các anh em. Ok, sau khi mà lấy rương số 8 thì bây giờ chúng ta sẽ qua rương số 6, ngay gần quán rượu và tặng thiên sứ của nhà Đại Lộc. Ok, và như vậy là chúng ta đã xong giai đoạn 1 rồi. Bây giờ chúng ta chuyển qua giai đoạn 2. Giai đoạn 2 có hai khu vực, thành Mondstadt với lại ngay chỗ hồ Sauer nha các em. Thành Mondstadt có một cái rương nằm ở bên ngoài nè. Còn hồ Sauer thì có hai cái rương, các em sẽ chạy thẳng từ Thất Thiên Thần Tượng chạy thẳng vào thôi. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi theo lộ trình nha các em. Đầu tiên đó chính là lộ trình của hai rương phía Tây gần đội kỵ sĩ Tây Phong. Hai cái rương này là khó kiếm nhất nè. Một cái thì nằm ở trong thư viện và một cái thì nằm ở trên cố xe gió. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào trong đội kỵ sĩ Tây Phong nè, xong sau đó các anh em qua bên tay phải vào thư viện nè, rồi các anh em lại tiếp tục qua tay phải là nhìn thấy cái rương ngay. Sau đó thì các anh em lại quay trở lại cái cổng dịch chuyển, rồi từ trên cao các anh em nhảy qua cái nóc nhà của đội kỵ sĩ Tây Phong, rồi từ đây các anh em nhảy qua cái cố xe gió thì nó sẽ dễ dàng hơn đó. Lộ trình thứ hai đó chính là ba rương nằm ở trung tâm thành Mondstadt. Mình đã đánh dấu ở trên bản đồ rồi. Đó, một cái các anh em chỉ cần từ cổng dịch chuyển leo lên phía trên xíu là chúng ta nhìn thấy ngay. Rồi chúng ta sẽ đi vòng qua cổng bắc của thành Mondstadt các anh em. Cổng phía bắc của thành Mondstadt đó. Rồi chúng ta qua cổng phía bắc của thành Mondstadt là sẽ có rương thứ tư. Rồi từ đó chúng ta sẽ đi vòng xuống
ngay phía sau của tiệm bán đồ trang sức Gió Vinh Quang các em. Đó, cái rương nó sẽ nằm ngay phía sau của tiệm bán đồ trang sức Gió Vinh Quang. Ok, và như vậy là trong thành Mastak của chúng ta hết rồi. Chúng ta sẽ ra ngoài ngay cổng dịch chuyển ở trước cổng thành Mastak các em. Đó, chúng ta dịch chuyển ra ngay đó. Chỉ cần dịch chuyển ra và chúng ta chạy thẳng ra, các em sẽ nhìn thấy ngay một cái rương ngay. Ok, và sau khi nhập cái rương số 6 này, bây giờ chúng ta sẽ tới hai cái rương ngay hộ sao rơi nữa là ok. Cái rương số 7 á, là các em chỉ cần từ Thất Thi Thần Tượng chạy về hướng Tây thôi, nhìn thấy cái xe ngựa hỏng á, là nó nằm ngay bên cạnh đó. Sau đó thì các em mới tiếp tục chạy thẳng về phía Tây thôi, ngay chỗ bãi cát là coi như là chúng ta sẽ nhặt được cái rương cuối cùng, rương số 8. Không quá khó khăn đúng không nè các em. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua giai đoạn 3, giai đoạn cuối cùng. Giai đoạn này vừa mới mở vào sáng hôm nay thôi. Giai đoạn này cũng sẽ bao gồm hai khu vực, đó chính là khu vực Thanh Tuyền Trấn và khu vực Tự Trang. Mình đã đánh dấu ở đây cho các em 8 cái rương ở cái giai đoạn này. Chúng ta sẽ cũng sẽ đi theo ba cái lộ trình. Lộ trình đầu tiên là Thanh Tuyền Trấn trước nè, để nhặt 4 cái rương đầu tiên. Sau đó thì chúng ta sẽ qua Phong Khởi Địa, đó ngay chỗ Thất Thiên Thần Tượng, chúng ta nhặt hai cái còn lại. Chúng ta nhặt cái rương số 5, số 6 và cuối cùng là chúng ta sẽ qua Tự Trang Đan để nhặt hai cái rương cuối cùng. Ok, đầu tiên bây giờ thì chúng ta sẽ nhặt ba cái rương đầu tiên ngay Thanh Tuyền Trấn bằng cái cổng dịch chuyển ở phía bắc của Thanh Tuyền Trấn nha. Anh em đánh giá sự kiện chủ đề của phiên bản lần này thế nào? Đầy màu sắc vui nhộn, tất cả những cái sự kiện chủ đề của Mastak đều như vậy các em. Ba cái rương nó nằm sát nhau, các em chỉ cần chạy từ trên xuống dưới thôi. Cái rương thứ ba thì nó hơi vất vả một xíu khi mà các em cần phải leo lên cao đó, nhưng mà những cái ngọn đồi của Mastak cũng rất là thoải mái đó, rất là thoải mái cho việc chúng ta leo. Cá nhân Leo đánh giá nó về leo trèo á các em thì càng ngày càng khó, tại Sumeru thì hay té. Ok, tiếp theo cái rương thứ tư của Thanh Tuyền Trấn thì mình đề xuất các anh em là dịch chuyển ngay cái bí cảnh đó, vách núi quên đó, thì chúng ta sẽ dễ kiếm hơn đó. Sau khi mà leo lên chạy thẳng tới và nhảy xuống dưới ngay, các anh em cua bên tay phải một xíu ngay bên cạnh phía trên cao của ngọn thác. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với là hai cái rương ngay Phong Khởi Địa, một cái rương nằm ngay phía sau của cây khổng lồ này. Không biết các em cảm thấy là leo núi tại những khu vực khác thế nào, chứ mình thấy là mỗi khu vực nó sẽ có những cái địa hình khác nhau nha các em. Lý Duê địa hình rất là cao, nhưng mà tính về leo trèo thì lại không khó. Nhưng mà thực tế là Sumeru thì địa hình nó lại phức tạp hơn. Ok, và bây giờ chúng ta cùng tới với lại hai cái rương cuối cùng ngay Tự Trang Đan của nhà địa lục. Có hai cổng dịch chuyển thì mình dịch chuyển ở trên cái cổng trên, chạy xuống cho nó dễ. Cái này không khó, nhưng mà để mà giúp cho các em có thể nhanh chóng mà kiếm được đó thì Leo đã làm cái nội dung này và cũng như là tâm sự cùng các em. Cảm ơn các em rất nhiều đã tới đây ủng hộ. Chúc các em có một cái sự kiện vui vẻ và đừng bỏ qua nguyên thạch của sự kiện nha. Sự kiện kiếm được rất nhiều nguyên thạch. Tạm biệt các em.